có sao không bà? Chân bà bị sao hả? Tự nhiên chân bà bị đau không đi nổi. Dạ bà ơi, để tụi con đưa bà tới bệnh viện nha. Không sao, bà không sao, không cần đi bệnh viện đâu con. Bà ơi, cam của bà nè, hay là bà theo tụi con ra trạm xe buýt nha, để con đưa bà về. Dạ đúng rồi bà, không cần đâu, lát bà có người nhà tới đón. Dạ. Bà ơi, bà đỡ đau chưa bà? Bà không sao rồi, hai đứa cứ về trước đi. Dạ thôi. Dạ thôi bà ơi, khi nào tụi con thấy người nhà bà tới, tụi con mới yên tâm. Cảm ơn tụi con nha, hai đứa giỏi quá. À, xe bà tới rồi. Đứng đây. Sao bà chủ ra ngoài nãy giờ không nói cho con biết vậy? Con tìm kiếm nãy giờ luôn đó. Có gì đâu, tôi đi ra ngoài dạ một chút với lại mua ít đồ. Bây giờ hai đứa về đâu? Lên xe bà cho có gian. Dạ. Dạ. Thiệt là tội nghiệp cho hai đứa, đi làm giúp việc cho người ta mà còn dẫn em theo, chắc là cực lắm hả con? Dạ không có cực lắm đâu bà, với lại mọi người ở trong nhà cũng tốt với tụi con mà. Vậy hả? Vậy hai đứa có muốn làm cho bà không? Dạ. Tuần sau á, hai đứa con của bà ở bên Canada về chơi, bà cần tìm người giúp việc, chứ bà từng tuổi này đâu có lo gì được cho tụi nó. Hai con giúp bà thì đỡ quá, con thấy làm sao? Dạ chuyện này hơi bất ngờ với chị em tụi con á bà. Bà không biết á, nhà người ta trả cho con bao nhiêu một tháng, nhưng bà sẽ trả 10 triệu một tháng. Hai con thấy làm sao? Dạ. Thấy hai đứa cực khổ, bà cũng thương. Hai đứa có suy nghĩ kỹ đi. À, xíu nữa bà cho số điện thoại, hai đứa nhớ liên lạc với bà nha. Bây giờ làm sao đây? Bà trả cho mình tới 10 triệu lận đó. Số tiền quá trời lớn luôn, mình có nên đi không chị? Tiền thì nhiều thiệt đó, nhưng mà mình sống ở đây cũng quen rồi, với lại ông cũng tốt với chị em mình mà. Để chị nghĩ thêm nha. Giỏi quá ta. Tâm Ý, con biết nấu phở nữa hả? Thơm. Dạ. Thiệt á. Tại bữa trước ông nói thèm cho nên hôm nay con nấu đó cô. Trời ơi, tôi nói bâng quơ vậy mà cũng nhớ nữa hả? Dạ, cô chú đây chú. Ừ, cảm ơn cậu. Tâm Ý. Dạ. Sao cái tô của chú ít thịt hơn mấy tô này vậy? Vậy hả chú, để con lấy thêm cho chú nha. Thôi khỏi đi. Phân chia kiểu gì kỳ cục. Con phân biệt đối xử với chú đúng không? Dạ, dạ có đâu chú. Cái gì mà phân biệt đối xử, không ăn thì ra ngoài thôi. Thì rõ ràng là vậy mà ba. Ba coi nè, đó. Giờ ý kiến cái cò nữa phải không? Không ăn là đưa đây. Con ăn, con ăn, con ăn, con ăn. Cho một trận không hả? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Sợ thiệt á, sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Nè. Đồ ăn chi đúng là đồ bò mà. Miếng đi nghe chưa? Mày mà còn định đập nữa tôi mất hết tóc của mày á. Cái này đâu phải ăn cắp đâu, cái này là đồ bỏ mà. Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Cái này của chị mà. Không đi đúng không? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Không? Mày đưa không? Dám. Mày mà nói chuyện mình à. Anh nè, hay là hai chị em mình tới ở với bà nha. Hai chị em mình tới đó
sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Với lại làm chi nó sẽ không có ăn hiếp em nữa. Mình đi ha. Tùy chị quyết định thôi, còn em sao cũng được. Vậy thì mình đi ha. Chị quyết định kỹ rồi. Dạ alo ạ. À? Bà hả bà? Dạ. Chị con mới vừa đi ra ngoài rồi. Dạ. Mà bà ơi, chị con nói là muốn tới phụ cho bà đó. À, nhưng mà nếu như mà tụi con tới đó thì bà sẽ trả cho tụi con 10 triệu thiệt chứ bà. Tâm Anh, con mới nói gì đó? Cô hả? Cái đồ xấu xa Tâm Anh, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Hình như Tâm Anh đã nói Tâm Ý đã quyết định đi qua đó rồi thì phải. Vậy hả? Nếu mà tụi nó đã muốn đi rồi thì mình cản con không được đâu, để đi đi. Con nói gì vậy? Giữ con Tâm Ý ở lại. Nó đã muốn đi rồi thì mình giữ rồi làm cái gì nữa? Sao lại không giữ? Thử hỏi bây giờ đi kiếm khách coi có cái đứa nào nó làm giỏi như con Tâm Ý hay không. Ba quyết định giữ lại. Ba, nhưng mà bên kia người ta trả tới 10 triệu lận đó. 10 triệu ở đâu ra mà con trả? Thì bây giờ trả nó cho thêm chút đỉnh, mình giữ nó lại. Có cái gì đâu. Con không có trả nổi 10 triệu đâu ba. Con không trả bây giờ ai là chủ nhà? Ba là chủ nhà, ba có thể ba bỏ tiền nó ba trả mà. Nhưng nó đã muốn đi rồi, bây giờ ba bỏ tiền ba trả nó cũng đi à? Cái đó là tại con ghét, con muốn nó đi. Không, nó là không được là không được. Ba lại thôi. Bây giờ hai người chồng con ghét, ba mà thấy nó làm tốt rồi. Thôi, không được là không có tiền. Thôi, để nó đi đi. Truyền cho chị Tâm Ý đi hay không? Đã chia người trên sofa ra thành hai cánh. Cánh hữu thì muốn chị đi, cánh tả thì muốn chị ở lại. Chờ làm chi? Mày hay lắm. Mày giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rồi. Muốn bay đâu bay. Là sao làm chi? Tao nuôi mày mập thấy. Rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mày xin lỗi nha làm chi. Trời ơi xin lỗi gì mày ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Nắm hiểu mấy con cực ngữ tới đâu. Ờ, Lâm Chi ơi. Dạ. Bạn nói sai sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ. Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à. Ừ, tại vì chị Tâm Ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lam Chi đánh hoài. Tao đánh mày nào? Ừ? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh đó hả? Quay qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu. Ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời trời. Ê Ngọc Khai, nhà bệnh có nuôi chó không? Ừ, bạn hỏi anh chi vậy? Bả không đánh mày chuyện chó nó cũng tát mày à. Uống gãy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mày ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha là tao không đi tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè nhiều tình thương dành cho mày lắm á, nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Đã muốn đi rồi em giữ nó làm chi, thì cho nó đi liền đi. Nhà bên kia kêu là tới thứ hai tuần sau lận mà. Cái gì phải đợi thứ hai tuần sau dữ vậy? Vợ nó muốn đi cho nó đi liền, coi như là tiễn nó đi có gì đâu. Đuổi tụi nó thì tụi nó ở đâu chứ? Anh á, ăn cái gì mà ác quá vậy hả?
qua mới cho ăn gà ác đó. Hèn chứ cái mặt càng ngày càng ác à. Vì chuyện của chị Tâm Ý mà cả nhà ồn ào hết lên. Bên cánh hủ nội bộ lủng củng, chú thì muốn đuổi đi liền, còn cô thì muốn giữ lại đến thứ hai tuần sau. Muốn đuổi đi liền, muốn giữ lại tới thứ hai tuần sau. Thôi đủ rồi, không có đuổi gì hết đó. Làm người thì cũng phải có lương tâm chứ. Thôi mà em, nó muốn đi để cho nó đi. Em đã nói không đuổi là không đuổi, đợi tới thứ hai tuần sau. Có cần phải ồn ào vậy không? Đi đâu tìm được một đứa như con Tâm Ý, chỉ cần thêm cho nó chút đỉnh là giữ nó được thôi. Ông ngoại, ông ngoại, sao mình phải thêm tiền vậy ông ngoại? Mình chỉ cần mình giữ chỉ lại thôi thì chỉ sẽ ở lại mà. Con nói gì vậy? Không cần đâu ông, chỉ là người giúp việc thôi mà, mình đâu còn phải trả thêm tiền. Ây da. Ôi trời, ý với thằng cha mày, nói tầm bậy thì giỏi lắm. Mình chỉ cần mình giữ lại thôi, không cần tăng thêm tiền gì hết. Vô cái miệng bây giờ nha, bậy bạ mà. Cánh tả cũng bị lủng củng luôn. Chi thì muốn giữ lại vô điều kiện, còn ông thì muốn trả thêm ít tiền để chị Tâm Ý ở lại. Không trả thêm tiền, phải trả thêm tiền. Hả? Chị muốn đi hả? Ừ, mình chỉ nghe loáng thoáng thôi, chắc là vậy đó. Chị ơi, chị hả? Chị đâu vậy? Ủa, cậu tìm tôi hả? Nghe nói là chị nghỉ việc hả? Ủa, ai nói với cậu vậy? Mà phải vậy không? Chị trả lời em đi. À, thì à, có thể là vậy. Sao vậy chị? Thôi chị, chị đừng nghỉ. Sao vậy? Thôi chị đừng nghỉ. Ừ, chị hứa với em là năm sau phải đi học với em mà, nhớ không? Hay là vì tiền? Nếu mà vì tiền chị cứ nói em, nói mẹ cho. Không phải đâu mà. Chứ sao, nếu mà không vậy thôi chị đừng nghĩ. Tâm Ý ơi, con về rồi hả? Vô đây con nhờ một chút. Dạ. Cái gì vậy? Ủa thằng này đó, thấy bà nó té là không thèm đỡ luôn trời. Tâm Ý nó sẽ ở tới thứ hai tuần sau nó mới đi. Nó muốn đi để đuổi nó đi liền đi, giữ là chi. Mẹ, mình không được để cho cái đồ xấu xa nó đi được. Tăng tiền cho người ta một chút là được thôi chứ cái gì đâu. Bà muốn tăng tiền á, bà bỏ tiền túi ra tăng đi. Con không có tiền. Mình không cần tăng đâu, mình chỉ cần giữ hai người đó lại thôi. Không có được, bắt buộc là phải giữ lại. Nó muốn đi thì ba để tụi nó đi đi. Con không có tiền. Mình phải giữ hai người đó lại. Đúng rồi, nhất định phải giữ lại, tăng lương cho người ta. Nhưng mà nó muốn đi, ba cứ để nó đi đi. Mày là cái trong nhà này. Con mẹ, phải giữ lại. Mày không có giữ lại. Nó phải đi, giữ lại. Để nó đi, bây giờ phải giữ lại. Giữ lại. Bây giờ con đụng nó đi rồi, ai vô đây làm hả? Thì giờ mấy người khác là tao muốn cái gì đâu. Chút xíu tiền thôi. Bây giờ ba trả tiền cho con. Đó mà. Chuyện đó, chuyện nhau đó. Ba loại hình. Dạ, alo ạ. Chú nè, chú xin lỗi, nhưng chú nhờ con một việc nha. Dạ. Mẹ giữ chứ lại đi, giữ lại. Đúng đi. Rồi, con ít tiền thôi, giữ nó lại, hiểu không? Không cần trả thêm tiền. Con sao? Con lại nói là không có tiền. Trời. Về cho đi đi, giữ lại làm gì? Thôi. Dạ, con tới bệnh viện chút nha. Thôi giữ chỉ lại đi, giữ chỉ lại đi mẹ. Trời ơi, ít tiền thôi con ơi, giữ một đứa chăm chỉ không là cần, rất cần. Là đáng. Giữ thôi. Cho nó đi luôn đi. Đi là con đi á. Nghe lời ba đi, bỏ thêm ít tiền, giữ một đứa chăm chỉ ở lại. Con đã nói là không có tiền, nếu mà muốn thêm tiền á thì ba thêm đi. Vợ đâu có tiền đâu, cho đi đi. Không, giữ với lại đi mà mẹ. Ủa, Tâm Ý. Dạ, cô chú nè chú. Ờ, cảm ơn con nha. Con dạ. Ăn tối chưa?
Dạ, con ăn rồi, chú ăn chưa? Chú ăn rồi, phải tranh thủ chứ. Dạ, từ giờ chú nhớ ăn uống đầy đủ với đừng có quên đồ nữa nha. Chú biết rồi, tại chú Y sẽ có người mang tới cho chú nên chú quên. Bây giờ chú phải đi rồi, cảm ơn con nha. Dạ, không có gì đâu, chú đi đi. Hẹn gặp lại, cảm ơn con. Cô có gửi cho chú cái này nè, canh gà hầm thuốc bắc. Chú nhớ uống nha, lát nữa chú múc ra uống liền đi. Được rồi, con để đó đi, lát chú uống. Dạ không được đâu, cô dặn con á là phải thấy chú uống rồi mới về được. Lát nữa con đem đồ qua bệnh viện chú sĩ giùm cô chứ. Dạ, qua bệnh viện chú sĩ làm gì vậy cô? Chú sĩ nhờ đem vài bộ quần áo qua bên đó nè, con lên phòng chú á, con lựa bộ nào cũng được. Chú ơi, con ý ơi, ý con làm gì đây? Bác sĩ không sĩ. Nè, chú biết rồi, tại chú Y sẽ có người mang tới cho chú nhưng chú quên. Bây giờ chú phải đi rồi, cảm ơn con nha. Chị đi đâu vậy? Ủa Nguyên, sao cậu ngồi ở đây? Em ở đây chờ chị mà. Dĩ nhiên là được rồi, chị chọn vậy là đúng rồi đó. Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ tôi nha. Đã có gì đâu, chị ở lại là đúng rồi đó. Cái gì mình đi về nhà nha. Đi. Nhiều, tăng lên cho nó chút xíu, giữ nó lại vậy thôi. Thứ hai này nó đi rồi, nhà mình không có tiền đâu mà lên lương ba. Thôi mẹ, mẹ giữ chị lại đi mẹ, giữ lại đi, nghe con nói đi, giữ lại đi. Đi mà giữ, đi cho nó đi đi. Thôi không được. Nó nói là được gì? Im, con đi chứ không phải nó đi. Bây giờ chở nó đi, sao chở nó ba? Bây giờ mấy con bằng ra, bây giờ nghe ba hay là nghe vợ con, nói đi. Mẹ chở